Phần 1 Thượng Cổ Thời Đại Chương 1 Họ Hồng Bàng Năm 2879 đến năm 258 trước Tây Lịch Trong chương 1 có 3 phần 1. Họ Hồng Bàng 2. Nước Văn Lang 3. Chuyện Cổ Tích về Đời Hồng Bàng phù đồng thiên vương sơn tinh thủy tinh một họ hồng bàng cứ theo tục truyền thì vua đế minh là cháu ba đời của vua thần nông đi tuần thú phương nam đến núi ngũ lĩnh thuộc tỉnh hồ nam bây giờ gặp một nàng tiên lấy nhau đẻ ra người con tên là lộc tục sau đế minh truyền ngôi lại cho con trưởng là đế nghi làm vua phương bắc và phong cho lộc tục làm vua phương nam xưng là kinh dương vương quốc hiệu là xích quỷ bờ cõi nước xích quỷ bấy giờ phía bắc giáp động đình hồ hồ nam phía nam giáp nước hồ tôn chiêm thành phía tây giáp ba thục tứ xuyên phía đông giáp bể nam hải kinh dương vương làm vua nước xích quỷ vào quãng năm nhâm tuất năm 2879 trước Tây Lịch và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được 100 người con trai. Ghi chú, có sách chép là Âu Cơ đẻ ra 100 cái trứng nở ra 100 con. Hết ghi chú. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng, ta là dòng dõi long quân nhà ngươi là dòng dõi thần tiên ăn ở lâu với nhau không được nay được trăm đứa con thì nhà ngươi đem năm mươi đứa lên núi còn năm mươi đứa ta đem xuống bể nam hải gốc tích chuyện này có lẽ là từ lạc long quân về sau nước xích quỷ chia ra những nước gọi là bách việt bởi vậy ngày nay đất hồ quảng tỉnh hồ nam tỉnh quảng đông và tỉnh quảng tây còn xưng là đất bách việt đấy cũng là một điều nói phòng, chứ không có lấy gì làm đích xác được. 2. Nước Văn Lang Lạc Long Quân phong cho người con trưởng sang làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương. Cứ theo sử cũ thì nước Văn Lang chia ra làm 15 bộ. 1. Văn Lang Thuộc tỉnh Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên 2. Châu Diên, Sơn Tây 3. Phúc Lộc, Sơn Tây 4. Tân Hưng, Hưng Hóa, Tuyên Quang 5. Vũ Định, Thái Nguyên, Cao Bằng 6. Vũ Ninh, Bắc Ninh 7. Lục Hải, Lạng Sơn 8. Ninh Hải, Quảng Yên 9. Dương Tuyền, Hải Dương 10. Giao Chỉ, gồm có Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình 11. Cửu Chân, Thanh Hóa 12. Hoài Hoan, Nghệ An 13. Cửu Đức, Hà Tĩnh 14. Việt Thường, Quảng Bình, Quảng Trị 15. Bình Văn Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, bây giờ ở vào địa hạt huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên. Đặt tướng Văn gọi là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang con gái vua gọi là Mị Nương, các con nhỏ gọi là Bồ Chính. Ghi chú, bây giờ còn có nơi gọi Tránh Tổng là Bồ Đinh. Chắc là bởi Bồ Chính mà ra, Hết ghi chú. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối, gọi là Phụ Đạo. Về đời bấy giờ, Sử Tàu có chép rằng năm Tân Mão, năm 1109 trước Tây Lịch, đời vua Thành Vương nhà Chu có nước Việt thường ở phía nam xứ Giao Chỉ sai sứ đem chim bạch chỉ sang cống nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới hiểu được tiếng và ông Chu công đán lại chế ra xe chỉ nam để đem sứ Việt thường về nước vậy đất Việt thường và đất Giao Chỉ có phải là đất của Hùng Vương lúc bấy giờ không họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời đến năm Quý Mão năm 285 trước Tây Lịch thì bị nhà thục lấy mất nước. Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời Hùng Vương thứ 18, cả thầy 20 ông vua mà tính từ năm Nhâm Tuất năm 2879 đến năm Quý Mão năm 258 trước Tây Lịch thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua chỉ vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. Xem thế thì đủ biết chuyện đời hồng bàng không chắc là chuyện xác thực. 3. Chuyện cổ tích về đời hồng bàng Sử chép rằng đời hùng vương thứ nhất, người nước Văn Lang làm nghề trài lưới, Thứ hay bị giống thùng luồng làm hại. Vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để những giống ấy tưởng là đồng loại không làm hại nữa. Ghi chú Sử chép rằng người Việt Nam ta có thói vẽ mình mãi đến đời vua Anh Tông nhà Trần mới bỏ. Hết ghi chú. Sử lại chép rằng thuyền của ta ở đằng mũi thường hay làm hai con mắt cũng có ý để cho các thứ thủy quái ở sông, ở bể không quấy nhiễu nữa. Trong đời Hùng Vương lại có hai chuyện mà ngày nay người ta thường hay nói đến là chuyện Phù Đồng Thiên Vương và chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh Phủ Đồng Thiên Vương Đời Hùng Vương thứ sáu có đám giặc gọi là giặc ân hùng mạnh lắm, không ai đánh nổi Vua mới sai sứ đi giao trong nước để tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp nước Bấy giờ ở làng Phủ Đồng Bộ Võ Ninh nay là huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh có đứa trẻ xin đi đánh giặc giúp vua Sứ giả về tâu vua Vua lấy làm lạ Cho đòi vào chầu đứa trẻ ấy xin đúc cho một con ngựa và cái roi bằng sắt. Khi ngựa và roi đúc xong thì đứa trẻ ấy vươn vai một cái, tự nhiên người cao lớn lên một trượng, rồi nhảy lên ngựa cầm roi đi đánh giặc. Phá được giặc ân rồi, người ấy đi đến núi Sóc Sơn thì biến đi mất. Vua nhớ ơn truyền lập đền thờ ở làng Phù Đồng, về sau phong là Phù Đồng Thiên Vương. Ghi chú có người chép chuyện này nói rằng giặc ân là quân của nhà ân bên tàu sang đánh nước ta nói như thế thật là một điều lầm về đời nhà ân nước tàu chỉ ở vào mạn sông hoàng hà là đất tỉnh hà nam trực lệ sơn tây và thiểm tây bây giờ mà thôi còn những đất ở bên này sông trường giang là man di hết cả từ trường giang sang đến bắc việt ta xa cách bao nhiêu đường đất Dẫu lúc ấy ở bên ta có họ Hồng Bàng làm vua đi nữa thì chắc cũng chưa có kỷ cương gì. Có lẽ cũng giống như một người làm quan lang trên mường mà thôi. Như thế thì đã có giao thiệp gì với nhà ân mà đánh nhau. Và lại sử tàu cũng không có chỗ nào chép đến chuyện ấy. Vậy thì lẽ gì mà nói rằng giặc ân là người nhà ân bên tàu? Hết ghi chú. Chuyện này là chuyện tục truyền như vậy chứ không có lẽ tin làm sự thực được. Họa chăng đời bây giờ có người tướng giỏi, đánh được giặc, về sau người ta nhớ ơn làm đền thờ thì hợp lẽ hơn. Hiện bây giờ có đền thờ ở làng gióng tức làng Phù Đồng. Năm nào đến mùng 8 tháng 4 cũng có hội vui lắm, tục gọi là Đức Thánh Gióng. Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh Tục truyền rằng vua Hùng Vương thứ 18 có người con gái tên là Mị Nương nhan sắc tuyệt trần sơn tinh và thủy tinh đều muốn hỏi làm vợ hùng vương hẹn rằng ngày hôm sau ai đem đồ lễ đến trước thì gả cho người ấy ngày hôm sau sơn tinh đến trước lấy được mị nương đem về núi tản viên tức là núi ba vì ở tỉnh sơn tây thủy tinh đến sau thấy sơn tinh lấy mất mị nương tức giận vô cùng mới làm ra mưa to gió lớn rồi dâng nước lên đánh sơn tinh Sơn tinh ở trên núi không việc gì, hễ nước lên cao bao nhiêu thì sơn tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. Sơn tinh lại dùng sấm sét đánh xuống, thủy tinh phải rút nước chạy về. Từ đó sơn tinh và thủy tinh thù nhau, mỗi năm đánh nhau một lần, dân gian thật là cực khổ. Chuyện này là nhân vì ở Bắc Việt năm nào đến tháng 6, tháng 7 cũng có nước lũ ở trên mạn ngược chảy xuống tràn vào trong đồng áng, ngập mất cả ruộng đất người ta không hiểu là tại lẽ gì mới tưởng tượng ra mà đặt ra câu chuyện sơn tinh thủy tinh đánh nhau vậy tóm lại mà xét nước ta khởi đầu có quốc sử từ cuối thập tam thế kỷ đến đời vua thánh tông nhà trần mới có quan hàn lâm học sĩ là lê văn hưu soạn xong bộ đại việt sử ký chép từ triệu võ vương đến lý chiêu hoàng hai trăm rưỡi năm về sau lại có ông ngô sĩ liên làm quan lễ bộ tả thị lang đời vua thánh tông nhà lê soạn lại bộ đại việt sử ký chép từ họ hồng bàng đến vua lê thái tổ nghĩa là từ ông ngô sĩ liên ở về thập ngũ thế kỷ trở đi thì sử ta mới chép chuyện về đời thượng cổ xem thế thì đủ biết những chuyện về đời ấy khó lòng mà đích xác được chẳng qua nhà làm sử cũng nhặt nhạnh những chuyện hoang đường tục truyền lại cho nên những chuyện ấy toàn là chuyện cổ thần tiên quỷ quái trái với lẽ tự nhiên cả nhưng ta phải hiểu rằng nước nào cũng vậy lúc ban đầu mờ mịt ai cũng muốn tìm cái gốc tích của mình ở chỗ thần tiên để cho vẻ vang cái chủng loại của mình chắc cũng bởi lẽ ấy mà sử ta chép rằng họ hồng bàng là con tiên cháu rồng nay ta theo sử cũ mà chép mọi chuyện người xem sử nên phân biệt chuyện nào là chuyện thực Chuyện nào là chuyện đặt ra thì sự học mới có lợi vậy chương 2 nhà thục năm 257 đến năm 207 trước Tây lịch chương 2 gồm 4 phần 1 Cốc tích nhà thục 2 nước Âu Lạc 3 nhà Tần đánh Bách Việt 4 à nhà thục mất nước một gốc tích nhà thục nhà thục chép trong sử nước ta không phải là nước thục ở bên tàu vì rằng cứ theo sử nước tàu thì đời bấy giờ đất ba thục tức tứ xuyên đã thuộc về nhà tần cai trị rồi thì còn có vua nào nữa và sử lại chép rằng khi thục vương phán lấy được nước văn lang thì đổi quốc hiệu là âu lạc tức là nước âu lạc gồm cả nước thục và nước văn lang song xét trong lịch sử không thấy đâu nói đất ba thục thuộc về âu lạc huống chi lấy địa lý mà xét thì từ đất ba thục tức tứ xuyên sang đến văn lang tức bắc việt cách bao nhiêu đường đất và có bao nhiêu núi sông ngăn trở làm thế nào mà quân nhà thục sang lấy nước văn lang dễ dàng như vậy sử cũ lại có chỗ chép rằng an dương vương họ là Thục, tên là Phán. Như vậy, chắc hẳn Thục tức là một họ nào độc lập ở gần nước Văn Lang, chứ không phải là Thục bên Tàu. Sách Thâm Định Việt Sử cũng bản như thế. Hai Nước Âu Lạc Sử chép rằng Thục Vương hỏi con gái của Hùng Vương thứ 18 là Mị Nương không được. Trong bụng lấy làm tức giận, dặn con cháu ngày sau đánh báo thù lấy nước Văn Lang. Hùng Vương bấy giờ cậy mình có binh cường, tướng dũng. Bỏ trễ việc nước, chỉ lấy rượu chè làm vui thú. Người cháu thuộc Vương tên là Phán biết tình thế ấy mới đem quân sang đánh lấy nước Văn Lang. Hùng Vương thua chạy, nhảy xuống giếng mà tự tử. Năm Giáp Thìn, tức năm 275 trước Tây Lịch. Thục Vương dẹp yên mọi nơi rồi, xưng là An Dương Vương. Cải quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê, nay thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An. Hai năm sau là năm Bính Ngọ, năm 255 trước Tây Lịch, An Dương Vương xây loa thành. Thành ấy cao và từ ngoài vào thì xoáy trôn ốc, cho nên mới gọi là loa thành. Hiện nay còn dấu tích ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An. 3. Nhà Tần đánh Bách Việt Khi An Dương Vương làm vua nước Âu Lạc ở bên này, thì ở bên tàu vua thị hoàng nhà tần đã thống nhất thiên hạ đến năm đinh hợi năm hai trăm mười bốn trước tây lịch thị hoàng sai tướng là đồ thư đem quân đi đánh lấy đất bách việt vào quãng tỉnh hồ nam quảng đông và quảng tây bây giờ an dương vương cũng xin thần phục nhà tần để bảo tồn nhà tần mới chia đất bách việt và đất âu lạc ra làm ba quận gọi là nam hải quảng đông quế lâm quảng tây và tượng quận Bắc Việt. Người bản xứ ở đất Bách Việt không chịu để người Tàu cai trị trốn vào rừng ở. Được ít lâu, quân của Đồ Thư vốn là người ở phương Bắc, không chịu được thủy thổ, phải bệnh rất nhiều. Bây giờ, người Bách Việt thừa thế nổi lên giết được Đồ Thư. 4. Nhà Thục mất nước Chẳng được bao lâu thì nhà Tần Suy nước tàu có nhiều giặc giã. Ở quận Nam Hải có quan úy là Nhâm Ngao thấy có cơ hội. Muốn mưu đánh lấy Âu Lạc để lập một nước tự chủ ở phương Nam. Nhưng công việc chưa thành thì Nhâm Ngao mất. Khi sắp mất, Nhâm Ngao giao binh quyền lại cho Triệu Đà để thay mình làm quan úy quận Nam Hải. Năm Quý Tị, tức năm 208 trước Tây Lịch, là năm thứ 50 đời vua An Dương Vương triệu đà đem quân sang đánh lấy nước âu lạc lập ra nước nam việt ghi chú xin đừng lầm nước nam việt ngày xưa với nam việt của nước việt nam hiện nay hết ghi chú tục truyền rằng khi an dương vương xây loa thành có những yêu quái quấy nhiễu xây mãi không được an dương vương mới lập đàn lên cầu khấn có thần kim quy hiện lên bày phép cho vua trừ những yêu quái đi bấy giờ mới xây được thành thần kim quy lại cho an dương vương một cái móng chân để làm cái lẫy nỏ lúc nào có giặc thì đem cái nỏ ấy ra bắn một phát giặc chết hàng vạn người cũng nhờ có cái nỏ ấy cho nên triệu đà đánh không được an dương vương triệu đà dùng kế cho con là trọng thị sang lấy mị châu là con gái an dương vương giả kết nghĩa hòa thân để do thám tình thực trọng thị lấy được mị châu rồi hỏi dò vợ rằng bên âu lạc có tài gì mà không ai đánh được mị châu nói chuyện cái nỏ và lấy cho chồng xem trọng thỉ bèn lấy cái móng của kim quy đi làm cái lẫy giả thay vào rồi định về báo tin cho cha biết khi sắp ra về trọng thỉ hỏi mị châu rằng tôi về mà nhỡ có giặc giã đánh đuổi thì rồi tôi biết đâu mà tìm mị châu nói rằng Thiếp có áo lông ngỗng, hễ khi thiếp có chạy về đâu, thiếp sẽ lấy lông ấy mà rắc ra ở dọc đường thì rồi sẽ biết. Trọng Thỉ về kể lại với Triệu Đà tình đầu mọi sự, Triệu Đà bèn khởi binh sang đánh Âu Lạc. An Dương Vương cậy có cái nỏ, không phòng bị gì cả, đến khi quân giặc đến gần chân thành mới đem nỏ ra bắn thì không thấy hiệu nghiệm nữa. An Dương Vương mới đem Mị Châu lên ngựa mà chạy về phía nam, chạy đến núi Mộ Dạ, thuộc huyện đông thành tỉnh nghệ an gần bờ bể vua thấy giặc đuổi kíp quá mới khấn kim quy lên cứu kim quy lên nói rằng giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy an dương vương tức giận quá rút gươm ra chém mị châu đi rồi nhảy xuống bể mà tự vận ghi chú nay ở núi mộ dạ gần xã cao ái huyện đông thành tỉnh nghệ an có đền thờ an dương vương ở đấy có nhiều cây cối và có nhiều chim công cho nên tục gọi là đền công hay cuông hết ghi chú trọng thì theo dấu lông ngỗng của vợ rắc đem binh đuổi đến núi mộ dạ thấy xác vợ chết nằm đó thương xót vô cùng vội vàng đem về cấp táng xong rồi nhảy xuống cái giếng ở trong loa thành mà tự tử nay ở làng cổ loa trước đền thờ an dương vương có cái giếng tục truyền là trọng thì chết ở giếng ấy tục lại truyền rằng Mỹ Châu bị giết rồi vì nỗi tình thực mà phải thác oan cho nên máu nàng ấy chảy xuống bể. Những con trai ăn được hóa ra có ngọc chân châu. Hễ ai lấy được ngọc ấy đem về rửa vào nước cái giếng ở trong loa thành là chỗ trọng thị đã tự tử thì ngọc ấy trong và đẹp thêm ra. Chương 3 Xã hội nước Tàu về đời Tam Đại và đời nhà Tần. Chương 3 gồm có 8 phần. 1. Phong kiến, 2. Quan thế, 3. Pháp chế, 4. Binh chế, 5. Điền chế, 6. Học hiệu, 7. Học thuật, 8. Phong tục. Khi Triệu Đà sang đánh An Dương Vương thì ở bên tàu nhà Tần đã suy nhà Hán sắp lên làm vua, nước Tàu đang vào lúc đại loạn, phong tục, chính trị đều đổi khác cả. Và lại Triệu Đà là người Tàu, làm quan nhà Tần, cho nên đến khi lấy được Âu Lạc, gồm cả các quận ở phương Nam, lập làm một nước tự chủ, bèn đem chính trị, pháp luật nước Tàu sang cai trị đất Nam Việt. Ghi chú Xin đừng lầm nước Nam Việt ngày xưa với Nam Việt của nước Việt Nam hiện nay. Hết ghi chú Vậy trước khi nói đến chuyện nhà Triệu, ta nên xét xem xã hội nước Tàu lúc bấy giờ là thế nào. 1. Phong kiến Nguyên về đời thái cổ, nước Tàu chia ra từng địa phương một. Mỗi một địa phương thì có một người làm thủ lĩnh, lập thành một nước gọi là nước chư hầu, phải triều cống nhà vua. Số những nước chư hầu ấy thì mỗi đời một khác, xem như khi vua Đại Vũ nhà hạ hội các nước chư hầu ở núi đồ sơn kể có hàng vạn nước đến khi vua vũ vương nhà chu đi đánh trụ vương nhà ân thì các nước chư hầu hội lại cả thảy được tám trăm nước đánh xong nhà ân vua vũ vương phong cho hơn bảy mươi người làm vua chư hầu chia ra làm năm bậc là công hầu bá tử nam nước phong cho người nước công Tước hầu thì rộng 100 dặm gọi là đại quốc. Nước phong cho người tước bá thì rộng 70 dặm gọi là trung quốc. Nước phong cho người tước tử, tước nam thì rộng 50 dặm gọi là tiểu quốc. Những nước không đủ 50 dặm thì gọi là nước phụ dung. Hai. Quan thế. Nhà hạ đặt tam công, cửu khanh 27 đại phu, 81 nguyên sĩ. Nhà Ân đặt hai quan tướng, sáu quan thái là Thái Tể, Thái Tông, Thái Tử, Thái Trúc, Thái Sĩ, Thái Bốc. Năm quan là Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không, Tư Sĩ, Tư Khấu. Sáu phủ là Tư Thể, Tư Mộc, Tư Thủy, Tư Thảo, Tư Khí, tư hòa. Sáu công là thổ công, kim công, thạch công, thủy công, thú công và thảo công. Đến nhà Chu, ông Chu Công đặt ra sáu quan gọi là thiên quan, địa quan, xuân quan, hạ quan, thu quan, đông quan. Mỗi một quan lại có 60 thuộc quan, cộng cả lại là 360 người. Người làm đầu thiên quan gọi là chủng tể, thống cả việc chính trị trong nước, việc thu nạp cả năm và mọi việc ở trong cung. Người làm đầu địa quan gọi là đại tư đồ, giữ việc nông, việc thương, việc giáo dục và việc cảnh sát. Người làm đầu xuân quan gọi là đại tông bá, giữ việc tế, tự, triều, sính, hội đồng vân vân. Người làm đầu hạ quan gọi là đại tư mã giữ việc binh mã và việc đi đánh dẹp. Người làm đầu thu quan gọi là đại tư khấu, giữ việc dân, việc hình và việc kiện tụng. Người làm đầu đông quan gọi là đại tư không, giữ việc khuyến công, khuyến nông và việc thổ mộc vân vân. Trên lục quan lại đặt tam công là Thái sư, Thái phó, Thái bảo Tam cô là Hiếu sư, Thiếu phó thiếu bảo để bàn xét việc trị nước yên dân chứ không dự vào việc hành chính 3 pháp chế về đời thái cổ thì có 5 hình ngoài năm hình lại có phép đánh bằng roi ra và tội lưu đến đời nhà hạ nhà ân và nhà chu thì lại đặt phép chặt chân gọt đầu và tội đồ đến cuối đời nhà chu thì đặt ra tội bêu đầu, xé thây, lăng trì, mổ, muối, vân vân. 4. Binh chế Binh chế nhà Hạ và nhà Ân thì không rõ. Đến đời nhà Chu thì đặt 5 người làm một ngũ. 5 ngũ tức là 25 người làm một lượng. 4 lượng tức là 100 người làm một tốt. 5 tốt tức là 500 người làm một lữ. 5 lữ tức là 2.500 người làm một sư Năm sư tức là 12.500 người Làm một quân Quân thì đặt Quan Mạnh Khanh làm tướng Sư thì đặt Quan Trung Đại Phu làm suý Lữ thì đặt Quan Hạ Đại Phu làm suý Tốt thì đặt Quan Thượng Sĩ làm trưởng Lượng thì đặt Quan Trung Sĩ làm tư mã Thiên tử có 6 quân còn những nước chư hầu, nước nào lớn thì có 3 quân, nước vừa có 2 quân, nước nhỏ 1 quân. Trong nước chia ra làm tỉnh, mỗi tỉnh 8 nhà, 4 tỉnh là một ấp. 32 nhà, 4 ấp là một khâu, 128 nhà, 4 khâu là một điện, 512 nhà. Cứ mỗi điện phải chịu một cỗ binh xa, 4 con ngựa, 12 con bò, 3 người giáp sĩ, 72 người bộ tốt, 25 người để khiêng tải những đồ nặng, cả thầy là 100 người. 5. Điền chế Về đời Thái Cổ thì không biết cách chia ruộng đất ra làm sao. Từ đời nhà hạ trở đi thì chia 50 mẫu làm một gian, 10 gian là một tổ. Cứ 10 nhà cày một lô ruộng, hoa lợi được bao nhiêu chia làm 10 phần nhà nước lấy một gọi là phép cống. Nhà ân và nhà chu thì dùng phép tỉnh điền. Nghĩa là chia đất ra làm 9 khu hình chữ tỉnh. Những khu ở chung quanh làm tư điền, khu ở giữa để làm công điền. Mỗi một tỉnh cho 8 nhà ở đều phải xuất lực cày cấy, công điền rồi nộp hoa lợi cho nhà vua. Về đời nhà ân thì mỗi tỉnh có 630 mẫu mỗi nhà được 70 mẫu. Phép đánh thuế gọi là phép trợ. Đến đời nhà Chu thì mỗi tỉnh có 900 mẫu, mỗi nhà 100 mẫu. Phép đánh thuế gọi là phép triệt. Nhà Chu lại đặt ra lệ cứ 20 tuổi thì được 100 mẫu ruộng. Đến 60 tuổi thì trả lại cho nhà nước. Nhà nào có con thứ nhì gọi là dư phu, đến 16 tuổi thì được lĩnh 25 mẫu ruộng nhờ có phép chia ruộng như thế cho nên lúc bấy giờ không có người nào nghèo lắm mà cũng không có người giàu lắm về sau đến đời chiến quốc người lý khôi là tướng nước ngụy bắt dân hết sức làm ruộng không định hạn như trước nữa người thương ưởng làm tướng nước tần bỏ phép tỉnh điền mở thiên mạch cho mọi người được tự tiện làm ruộng phép chia đất từ đó mới mất dần dần đi 6. Học hiệu. Nhà hạ đặt nhà đông tự làm đại học, nhà tây tự làm tiểu học. Nhà ân đặt nhà hữu học làm đại học, nhà tả học làm tiểu học. Những nhà đại học, tiểu học ấy là chỗ để tập bắn, để nuôi những người già cả và để tập văn nghệ. Nhà chu thì đặt nhà tích ung hoặc nhà thành quân làm nhà đại học để cho con vua, con các quan và những người tuấn tú tuyển ở các thôn xã đến học. Còn ở châu, ở đảng thì đặt nhà tiểu học gọi là tự và nhà trường để cho con dân gian vào học. Ghi chú, cứ 12.500 nhà một châu và 500 nhà là một đảng thì có nhà tự. Ở đảng thì có nhà tường. Hết ghi chú. Lại đặt lệ cứ từ 8 tuổi đến 14 tuổi làm niên hạn cho tiểu học, từ 15 đến 20 tuổi làm niên hạn cho đại học. Đại học thì dạy lễ, nhạc, thi, thư. Tiểu học thì dạy cách kính trên, nhường dưới và cách ứng đối. 7. Học thuật Học thuật ở nước Tàu về đời nhà Chu đã thịnh lắm, cho nên đến đời Xuân Thu, có nhiều học giả như là Lão Tử, Bàn Đạo, Khổng Tử, Bàn Hiếu, Đế, Nhân, Nghĩa, Mặc Định, Bàn, Lễ, Kim Ái, nên chuộng sự tiết kiệm, bỏ âm nhạc. Dương Chu thì bàn lẽ vị kỷ, nên tự trọng thân mình và không chịu thiệt mình để lợi người. Lại có những pháp gia như thân bất hại, hàn phi, bàn việc trị thiên hạ, thì chỉ nên dùng pháp luật chứ không nên dùng nhân nghĩa. Còn những người như quỷ cốc, thi giảo, điền biển vân vân, mỗi người đều sướng một học thuyết để dạy người đương thời. 8. Phong tục Nước Tàu lấy sự cày ruộng làm gốc, nhưng mà việc nuôi tầm, dệt lụa, việc họp chợ, việc buôn bán cũng phát đạt cả. Dân trong nước chia ra làm bốn thứ, sĩ, nông, công, thương Nhưng mà con người làm quan lại làm quan Con người làm ruộng cứ làm ruộng Chứ con người làm ruộng không được làm quan Tuy vậy đến đời Xuân Thu Những người thứ dân lên làm tướng văn, tướng võ cũng nhiều Ở trong gia đình thì già trẻ trên dưới phân biệt nghiêm lắm Con phải theo cha, vợ phải theo chồng Con trai, con gái từ 7 tuổi trở đi là không được ăn một mâm, nằm một chiếu nữa con trai 30 tuổi mới lấy vợ, gái 20 tuổi mới lấy chồng mà hai người cùng họ không được lấy nhau. Nước Tàu về đời Tam Đại cũng sùng sự tế tự lắm. Thường cúng tế thiên địa, nhật nguyệt, sơn xuyên, lâm trạch. Nhà vua lập đàn nam giao để tế thượng đế, lại còn nhà xã tắc để tế thổ thần và hậu tắc. Còn sự thờ phụng tổ tiên thì từ vua cho đến thứ dân đều lấy làm một việc rất quan trọng trong đời người xem như thế thì xã hội nước tàu về đời tam đại đã văn minh lắm nhưng sau đến cuối đời nhà chu vì nhà vua suy nhược cho nên chư hầu người xưng hầu kẻ xưng vương rồi tranh nhau đánh nhau như ngũ bá đời xuân thu thất hùng đời chiến quốc làm cho trăm họ lầm than khổ sở sau nhà tần thống nhất được thiên hạ mới bỏ lệ phong kiến lập ra quận huyện bỏ phép tỉnh điền lập thiên mạch cấm nho học đốt sách vở việc chính trị thì cốt dùng pháp luật để lấy quyền lực mà áp chế đang khi phong tục nước tàu biến cả như thế thì triệu đà lập ra nước nam việt ghi chú xin đừng lầm nước nam việt ngày xưa với nam việt của nước việt nam hiện nay hết ghi chú đem văn minh nước tàu sang truyền bá ở phương nam cho nên từ đó về sau, người nước mình đều nhiễm cái văn minh ấy. Chương 4 Nhà Triệu. Năm 207 đến năm 111 trước Tây lịch. Chương 4 gồm có 8 phần. 1. Triệu Vũ Vương. 2. Vũ Vương thụ phong nhà Hán. 3. Vũ Vương xưng đế. 4. Vũ Vương thần phục nhà Hán 5. Triệu Văn Vương 6. Triệu Minh Vương 7. Triệu Ai Vương 8. Triệu Dương Vương 1. Triệu Vũ Vương Năm 207 đến năm 137 trước Tây Lịch Năm Quý Tị Năm 207 Triệu Đà đánh được An Dương Vương rồi sát nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải lập thành một nước gọi là Nam Việt tự xưng làm vua, tức là Vũ Vương, đóng đô ở Phiên Ngung, gần thành Quảng Châu bây giờ. 2. Vũ Vương thụ phong nhà Hán Trong khi Triệu Vũ Vương gây dựng cơ nghiệp ở Nam Việt, thì ở bên Tàu, ông Lưu Bang trừ được nhà Tần, diệt được nhà Sở, nhất thống thiên hạ, rồi lên ngôi Hoàng đế, tức là vua cao tổ nhà Hán Vua Cao Tổ thấy Triệu Vũ Vương độc lập ở phương Nam, bèn sai Lục Giả sang phong cho Vũ Vương. Bấy giờ là năm Ất Tỵ, năm 196 trước Tây lịch. Năm thứ 12 đời vua Vũ Vương nhà Triệu và năm thứ 11 đời vua Cao Tổ nhà Hán. Vũ Vương vốn là người kiêu căng, có ý không muốn phục nhà Hán, đến khi Lục Giả sang đến nơi, vào ý kiến Vũ Vương Vũ Vương ngồi xếp vành tròn, không đứng dậy tiếp. Lục giả thấy vậy mới nói rằng, nhà vua là người nước Tàu, mồ mà và thân thích ở cả châu chân định. Nay nhà Hán đã làm vua thiên hạ, sai sứ sang phong tước cho nhà vua. Nếu nhà vua kháng cự sứ thần, không làm lễ thụ phong, Hán đế tất là tức giận hủy hoại mồ mà và giết hại thân thích của nhà vua, rồi đem quân sang đánh thì nhà vua làm thế nào? Vũ Vương nghe lời ấy, vội vàng đứng dậy làm lễ tạ, rồi cười mà nói rằng Tiếc thay, ta không được khởi nghiệp ở nước Tàu, chứ không thì ta cũng chẳng kém gì hán đế. 3. Vũ Vương xưng đế Năm Mậu Ngọ, năm 183 trước Tây Lịch, vua cao tổ nhà Hán mất rồi, bà Lữ Hậu lâm triều tranh quyền Huệ Đế, rồi lại nghe lời dèm pha cấm không cho người Hán buôn bán những đồ vàng, đồ sắt và những đồ điền khí với người Nam Việt. Vũ Vương lấy làm tức giận, lại ngờ cho Trường Sa Vương. Xui Lữ Hậu làm như vậy, bèn tự lập làm Nam Việt Hoàng đế, rồi cử binh mã sang đánh quận Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam bây giờ. Năm Canh Thân, năm 181, trước Tây Lịch. Hán Triều sai tướng đem quân sang đánh Nam Việt, quân nhà Hán chịu không được thủy thổ phương Nam, nhiều người phải bệnh tật, bởi vậy phải thua chạy về Bắc. Từ đó thanh thế triệu vũ đế lừng lẫy, đi đâu dùng xe ngựa theo nghi vệ hoàng đế như vua nhà Hán vậy. 4. Vũ Vương thần phục nhà Hán Đến khi Lữ Hậu mất, Hán Văn Đế lên ngôi, lại sai lục giả đưa thư sang khuyến Vũ Đế về thần phục nhà Hán, thư rằng chấm là con chắc thất của vua cao đế phụng mệnh ra trị nước đại vì non sông cách trở hẹn mình phát lậu cho nên lâu nay chưa từng đưa thư sang hỏi thăm nhà vua từ khi đức cao đế xa bỏ quần thần đức huệ đế qua đời bà cao hậu lâm triều không may bị bệnh để cho họ lữ chuyên quyền toàn đem con họ khác để nối vì huệ đế may nhờ nhà tông miếu linh thiêng các công thần ra sức dẹp kẻ tiếm nghịch chẫm vì các vương hầu cùng bách quan cố ép cho nên phải lên ngôi hoàng đế mới rồi chẫm nghe nhà vua có đưa thư cho long lư hầu nhắn tin anh em họ hàng ở quận chân định và xin bãi binh ở quận trường sa chẫm cũng nghe lời thư của nhà vua thì đã bảo tướng quân Bắc Dương hầu bãi binh về, còn anh em họ hàng nhà vua ở chân định thì Chẩm đã cho người thăm nom, lại sai sửa sang phần mộ nhà vua, thật là tử tế. Thế mà vừa rồi, Chẩm nghe nhà vua còn đem binh quấy nhiễu ngoài biên, quận Trường Sa thật khổ, mà Nam quận lại còn khổ hơn. Làm như thế, nước nhà vua có chắc lợi được một mình không? Tất là tướng tá quân sĩ chết nhiều làm cho vợ người quá chồng, con người mổ côi bố, cha mẹ mất con, được một mất mười, chấm không lòng nào nỡ làm như vậy. Và lại, được đất nhà vua cũng không lấy làm to, được của nhà vua cũng không đủ làm giàu, vậy từ phía nam núi lĩnh thì mặc ý nhà vua tự trị lấy, nhưng nhà vua cứ xưng đế hiệu, hai bên cùng là đế quốc mà không sai sứ giao thông, Thế chẳng hóa ra ganh nhau ư Ganh nhau mà không nhường Thì người thân không thèm làm Chấm này xin cùng nhà vua Gác bỏ điều cũ Từ rày trở đi Thông xứ như xưa Vậy chấm sai lục giả Sang đem ý chấm khuyên nhà vua nên nghe Chớ làm chi nhiều sự cướp bóc tai hại Xem thư của hán văn đế Lời lẽ tử tế Thật là có nhân từ Vì thế cho nên triệu vũ đế Phải chịu phục và đáp thư lại rằng Nam Di Đại trưởng Lão Phu Thần Đà, muội Tử Tái Bái dâng thư lên Hoàng đế Bệ Hạ Lão Phu là kẻ cố lại nước Việt Khi hiếu huệ Hoàng đế lên ngôi Tình nghĩa không dứt Vẫn hậu đãi Lão Phu Đến khi Cao Hậu Lâm Triều Lại phân biệt ra Trung Hoa, Ngoại Di Hạ lệnh cấm không được bán cho Nam Việt Những đồ vàng sắt và điền khí còn ngựa trâu dê thì chỉ bán cho giống đực chứ không bán cho giống cái lão phu ở phương xa mà không có vật cúng tế thì phải tội vì thế có sai nội sử phan trung ý cao và ngự sử bình ba lượt dâng thư sang thượng quốc tạ quá đều không trở về cả lão phu lại phong văn rằng nhà hán đem hủy hoại cả phần mộ lão phu cùng giết cả anh em tông tộc lão phu cho nên có bàn riêng với chúng rằng nay trong đã không vẻ vang với nhà Hán, ngoài lại không có gì hơn được nước ngô. Vậy có xưng đế hiệu mà chẳng qua tự đế nước mình, không dám hại gì đến thiên hạ. Cao hậu nghe thấy thế, lấy làm tức giận, đem tước bỏ sổ Nam Việt đi, không cho thông sứ. Lão Phu trộm nghĩ rằng hẳn vì trường Sa vương rèm pha cho nên Lão Phu có đem binh đánh. Lão Phu ở đất Việt đã 49 năm nay, bây giờ đã có cháu rồi, nhưng mà sớm khuya trần trọc, ăn không ngon, ngủ không yên, mắt không dám trông sắc đẹp, tai không dám nghe đàn vui, là chỉ vì cớ không được phụng thờ nhà Hán. Nay nhờ bệ hạ đoái thương, cho phục lại hiệu cũ, thông sứ như xưa, lão phu nhờ ơn, dẫu chết xương cũng không nát. Vậy xin cả hiệu từ đây, và xin có cống phẩm phụng hiến hoàng đế bệ hạ. Từ khi Triệu Vũ Vương chịu bỏ đế hiệu, Nam Bắc lại giao thông hòa hiếu, không có điều gì nữa. Năm Giáp Thìn, năm 137 trước Tây lịch, Liệu Vũ Vương mất, sử chép rằng ngài thọ được 121 tuổi và làm vua được hơn 70 năm. Năm Triệu Văn Vương, năm 137, 125 trước Tây lịch. Triệu Vũ Vương truyền ngôi lại cho cháu đích tôn tên là Hồ, tức là Triệu Văn Vương, trị vì được 12 năm. Triệu Văn Vương vốn là người tầm thường, tính khí nhu nhược, không được như Triệu Vũ Vương. Khi mới lên làm vua được 2 năm thì vua Mân Việt, tỉnh Phúc Kiến bây giờ, đem quân sang đánh phá ở chỗ biên thủy nước Nam Việt. Triệu Văn Vương không dám cử binh mã ra chống cự, sai sứ sang cầu cứu bên Hán Triều vua nhà hán sai ngươi vương khôi và ngươi hàn an quốc đi đánh mân việt quân mân việt thấy quân nhà hán đến nơi bèn bắt quốc vương giết đi đưa đầu nộp cho quan nhà hán và xin hàng mân việt đã bình rồi vua nhà hán sai trang trợ sang dụ triệu văn vương vào chầu nhưng mà đình thần xin đừng đi bèn cho thái tử là anh tề đi thay anh tề ở bên hán triều mười năm Đến năm Bính Thìn, năm 125 trước Tây lịch, vua Văn Vương mất thì mới về nối ngôi. 6. Triệu Minh Vương, năm 125 đến 113 trước Tây lịch. Anh Tề lên làm vua, tức là Triệu Minh Vương. Trị vì được 12 năm. Khi anh Tề ở bên Hán thì có lấy người vợ lẽ là Cù Thị đẻ một người con tên là Hưng. Đến khi về làm vua Nam Việt, Minh Vương lập Củ Thị lên làm Hoàng hậu và Hưng làm Thái tử. 7. Triệu Ai Vương Năm Mậu Thìn, năm 113 trước Tây Lịch Triệu Minh Vương mất, Thái tử Hưng lên làm vua, tức là Triệu Ai Vương, trị vì được một năm. Bấy giờ vua nhà Hán cho An Quốc Hiếu Quý, sang dụ Nam Việt về chầu, hiếu quý nguyên là tình nhân của cù củ thị lúc trước đến khi sang nam việt gặp lại nhau lại tư thông với nhau rồi dỗ dành ai vương đem nước nam việt về dâng cho nhà hán khi cù thị và ai vương đã định về hán triều thì có quan tể tướng là lữ gia biết rõ tình ý đã can ngăn mãi không được mới truyền hịch đi mọi nơi nói rằng vua và cù thái hậu sắp đem nước dâng cho nhà hán rồi lữ gia cùng với mấy người đại thần đem quân cấm binh vào giết sứ nhà Hán, Ủ Thị và Ai Vương. Đoạn rồi tôn Kiến Đức lên làm vua. Kiến Đức là con trưởng của Minh Vương, mẹ là người Nam Việt. 8. Triệu Dương Vương Kiến Đức lên làm vua, tức là Dương Vương. Dương Vương mới lên làm vua độ một năm, thì vua Vũ Đế nhà Hán sai phục ba tướng quân là Lô Bác Đức và Dương Bộc đem năm đạo quân sang đánh lấy Nam Việt. Quan Thái Phó Lữ Gia ra chống cự không nổi, phải đem Dương Vương chạy. Quân nhà Hán đuổi theo bắt được, vua tôi đều bị hại cả. Năm ấy là năm canh ngọ, năm 111 trước Tây Lịch. Nước Nam Việt bị người Tàu chiếm lấy, cải là giao chỉ bộ, chia ra làm chín quận và đặt quan cai trị như các châu quận bên Tàu vậy.